Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế lười hạ sốt giãn xe ép bên mình cho các bạn xem nhé. Chiều dài từ đây này đến đất này là 90 nhá, chiều ngang của nó là 60 nhá. Ghế này thì người lớn có thể ngồi hoặc cửa vừa phải nhá, còn bé dưới 4 tuổi thì có thể ngồi hoặc nằm đều ok nhá mọi người. Bây giờ đến gần đây này, không phải đến gần, mình sẽ ngồi mẫu cho các bạn xem nhá. Đây mình mẫu là 78 cân nhá mọi người, ngồi nó bo lưng cũng rất chi là thoải mái nhá, kiểu dáng rất chi là đa dạng nhá. Các bạn có thể ngồi kiểu đấy hay là ngồi kiểu này nhá. Các bạn muốn tựa lưng thoải mái hơn thì các bạn có thể ngồi kiểu này nhá, cũng rất chi là ok nhá. Nếu các bạn muốn nằm thì các bạn có thể mua linh động, mua size cao hơn nhá, size L, size XL nhá mọi người. Đó. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết sản phẩm cho các bạn xem này. Chất liệu thổ cẩm này cũng rất chi là đẹp nhá mọi người. Đây, in hình họa tiết sắc nét này mọi người này. Đặc biệt những hàng này khi giặt các bạn sẽ không bị phai màu đâu nhá mọi người. Mic này. Mic màu này rất chi là đẹp nhá. Khi bẩn thì các bạn có thể có khóa, các bạn có thể tháo ra giặt được, rất chi là tiện lợi nhá. Bên trong nó sốt này thế mình cũng thích cái khóa nhá. Các bạn có thể thêm bớt sốt tùy ý nhá mọi người. Đấy. Hàng này thì mình có hơn 50 mẫu cho các bạn lựa chọn cơ. Tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu cho phù hợp nhé. Thế mình coi qua một lần vậy thôi nhé. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.